Cuộc đời em là em sống vì con em. Cho tới bây giờ em cũng sống vì con. Con là đứng đầu. Rồi tới em, nếu sau này em có gặp một người đi nào đi khác đi nữa, có thể là họ sẽ chia sẻ là một cái bờ vai cho em dựa, thì họ cũng chỉ đứng thứ ba thôi. Con tin rằng đường đời và sự nghiệp của mẹ sẽ trọn vẹn như thế. Đừng động giùm em đi. À, em có một bé năm nay nó học 11. Vậy là năm sau là lớp 12, năm tới là thi đại học. Đó. Có định hướng cho nó theo nghề gì chưa? Thì hiện tại thì cháu nó đang thích luật. Luật. Nó học tốt về tất cả các môn xã hội, cho nên là nó muốn học luật. Rồi nó cũng muốn theo nghề mẹ. Em không cấm cản gì hết, con thích cái gì thì mẹ cứ cho học cái đó thôi. Thì em thấy nó cũng có tố chất, nó cũng có năng khiếu, mà nó hát hay hơn em nữa. Nó hát được, chỉ có cái là nó mập như em vậy đó. Cho nên Hai là mẹ con sống vậy có thấy cô đơn thấy không, cô đơn. không? Tại bởi vì em coi con nó như là bạn, mà nó cũng coi em như là bạn từ nhỏ giờ luôn á. Cho nên là có cái gì về nó cũng chia sẻ với mẹ hết. Mà có cái gì nhiều khi em cũng bị bức xúc gì trong nghề này kia kia nọ đó, về cũng kể nó nghe. Rồi cái nó cũng góp ý. Nó coi nó 16 tuổi chứ nó lớn lắm anh. Cái suy nghĩ của bé nó cũng lớn. Đúng rồi, trẻ con giờ nó phát triển nó ai biết. Rồi giờ hỏi nè, hai mẹ con nói gì nói rằng bạn gái không? Rồi những cái chuyện mà đại sự này kia có cần nào ông giúp đỡ Thì thỉnh thoảng cũng có bạn bè họ họ giúp em. không? Thì tính giờ giờ tính ở vậy không kiếm ba cho đứa nhỏ Thì giờ để trời tính đi. hả? Nhiều khi mình nợ mình còn thì mình sẽ gặp thôi. Còn mình nợ hết thì thôi, vậy thì cũng khỏe. Nhưng mà vậy tôi cảm thấy nó đơn điệu quá, không có cảm xúc để mình làm nghề cho nó thăng hoa hơn. Tôi nghĩ là đang nhiều khi lăn giấu thôi, chứ một người mà đặc biệt như vậy làm gì không có người khác giới theo Trời, đuổi nhiều lắm. nhiều lắm Nhiều hả? lắm mà nhức đầu. Em nói khi mà mình có gia đình đó nha, thì họ không ai dám thả thính hết á. Mà khi mình thấy mình đơn đơn thân hay là gọi là single vậy đó, đơn thân cái là ta nói bu đuổi không kịp. Vậy hả? Có khi Trời em nói em đâu có đẹp, à. em không có đẹp mà em cũng không có gọi là sang chảnh gì, gọi là để mà người ta ấy, mà sao không biết cái số đào hoa nó giận vô em hay sao không biết. À, Từ giống hồi tôi đó, tôi cũng đâu có đẹp, tôi chỉ lạ thôi. Ở giận vô nhưng mà có giận nào, có khi nào mình bị cuốn theo cái giận đó không, tự nhiên giờ em thấy không? ngán Những tin ngán gì đó á. hả? Em thấy ngán ngán á, tự nhiên cái em Ngán. thấy bây giờ em đang ở cái thời kỳ mà ngán á. Còn mình muốn hết ngán hay sao thì em chưa có biết, em không có hứa. Nhưng giờ mình đang happy quá mà tự nhiên giờ mình vướng vô cái cục nợ nữa. Thì rất là mệt. Bởi vậy nói chuyện với Lan vui quá à. Không có muốn kết thúc à. Giờ cho hỏi một câu nữa nha. Cuộc sống bây giờ Lan cảm thấy hạnh phúc. Tương lai mẹ con Lan sẽ làm gì? Em cũng không biết nói tương lai làm sao nữa. Bây giờ công việc của em đang tốt, đang tiến triển tốt, thì em sẽ cố gắng dành dụm, sẽ tiết kiệm để lo cái tương lai cho cháu nó đã. Rồi nó có công ăn việc làm ổn định thì là em khỏe. Nếu mà tổ nghiệp thương em thì em vẫn tiếp tục làm nghề. Tại vì em vẫn còn đang rất là yêu nghề, em rất là lửa với nghề, thật sự mà nói. Cho nên làm tới khi nào mà em hết làm được nữa thì thôi. Cái tình yêu của mình dành cho cái nghề của mình nó lớn. À, chào chú nghe, có quà nè. Có quà đây. Tôi có một cái bức thư Trời, khá đặc biệt. gì hả? Cái người gửi thì tôi không nói. Tôi chỉ có bổn phận là trao tận tay Lan. Lan có thể mở ra đây, tôi đang đọc trước mặt quý vị khán giả. Ai gửi đây? Không biết. Chỗ chương trình giấu em. Con biết rằng suốt khoảng thời gian qua thật sự không dễ dàng đối với mẹ. Vì thế con vẫn luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để trở nên xứng đáng với những điều mẹ đã hy sinh và dành cho con. Con luôn tin rằng mọi sự cố gắng và hy sinh sẽ được nhận được thành quả xứng đáng. Và con tin rằng đường đời và sự nghiệp của mẹ sẽ trọn vẹn như thế. Nên đọc giùm em đi. Trải qua những cay đắng, những vấp ngã, con cảm phục mẹ vì sự mạnh mẽ, vì năng lượng luôn tích cực và sẵn sàng đứng lên đấu tranh, không chỉ riêng hạnh phúc bản thân mà còn dành cho cả gia đình và những người thân yêu. Mẹ luôn là nguồn cảm hứng vô cùng tận của con.
là thần tượng và là lý tưởng để con noi bước vững chãi hơn trên đường đời. Con thương mẹ nhiều lắm, con thương cả những vết thương, những nỗi đau và hành trình của mẹ đã trải qua. Những vết thương rồi cũng sẽ chữa lành, và con sẽ và chắc chắn là người cùng mẹ chữa lành những vết thương ấy. Trong bức thư này, phải nói là tôi biết trong Lan có một cái suy nghĩ, con gái của mình nó đã trưởng thành. Em không ngờ nó lớn như vậy luôn đó. Đúng. Lan sẽ gửi gắm gì với tư cách là một người mẹ? Thật sự mà nói á, là cuộc đời em là em sống vì con em. Cho tới bây giờ em cũng sống vì con. Con là đứng đầu, rồi tới em. Nếu sau này em có gặp một người đi nào đi khác đi nữa, có thể là họ sẽ chia sẻ, sẽ là một cái bờ vai cho em dựa, thì họ cũng chỉ đứng thứ ba thôi. Em nói như vậy luôn. Cho nên là bé nó viết như vậy thì em rất là xúc động. Nhưng mà nó hiểu em đó. Nó hiểu em và nó rất là thương em. Em cũng cảm ơn chương trình hôm nay đã cho em trải lòng, rồi ngồi nói chuyện với anh về chuyện đời, chuyện nghề. Rồi nhờ vậy á, em biết được tình cảm của con gái em dành cho em. Cái này là phải nói là nó vô bờ đến nhường nào á. Chứ mình nghĩ nó cũng ít nói chuyện lắm. Nó cũng ít nói chuyện với em, nó ít chia sẻ gì. Không bao giờ nói con thương mẹ quá, con thấy mẹ tội quá này kia nọ. Không bao giờ nó nói cái đó. Mà nó là động lực rất là lớn để cho em mạnh mẽ là nhờ con gái em. Đúng rồi. Dạ. Đôi lúc tôi nhìn Lan, tôi thấy người rất nghị lực, cái sự dẻo dai và chịu đựng. Làm sao mà Lan làm được điều đó? Đó là tình thương của Lan dành cho đứa con của mình. Dạ. Và tôi nghĩ rằng người mẹ luôn luôn lúc nào cũng thể hiện điều đó để cho con mình nó được an toàn và hạnh phúc.